À, em xin giới thiệu với cả nhà, đây là em gái của ông Trọng, em gái Mưa. Dạ. Em chơi cả bầu trời nắng, ngồi đi em. Anh ngồi lắm. Ngồi đi, là ngồi gần thằng Trọng để tôi ngồi ngồi, ông Quân được rồi. Đây đấy, ông để là còn nhận biết ra không trời. Mày điện nó không? Thì gọi ông nói qua đó. Bật lò đi. Tám lọc áo ra cho mượn lâu giờ. Ừ. Nguyễn không quay là tắm cho Nguyễn. Tắm rồi anh ơi. Ê, đừng có vụ à. Tắm bậy bạ. Sơn mé. Tao mới tắm hồi nãy. Bữa ông mời đi với mày, tao thấy ổng thì không tắm luôn nha. Gì đó hả? Ừ, bộ đồ thấy về bây giờ đó, lạnh dữ lắm thì tắm không tắm được thì cỡ là cỡ phải lau mình cái nữa. Không, gia bộ ý vậy hỏi vậy thôi, thật ra là hỏi đang hỏi tắm lầy á. Tao biết mà, tao nói mẹ những cái gì nói tao biết hết, nhưng mà tao tắm hồi nãy mà. Vừa làm ca cho hết anh tắm. Sao hồi nãy ai làm trà đá? Tôi đem ra đây rồi, nấu gì á. Mày để đâu vậy? Mẹ bố quên đóng luôn. Tôi uống bia hơi luôn đó. Ở đây nè. Ở đây chiến gia nhận bia hơi không à. Ừ, đi xe ôm uống bia hơi. Trời, người ta thì đi bia ôm. Đi xe hơi uống bia ôm. Đi xe hơi uống bia ôm. Đi xe ôm uống bia hơi. Bia ôm mình thường lúc trước tao uống hoài vậy. Ôi. Chúng tìm nữa. Hết hồn. Làm em đau giật mình. Em gái Mưa. Em mày đó hả Trọng? Ai biết đâu muốn cho lại gì vậy? Người bên đây là em mày hả? Nhìn là chắc là kêu tao lớn lắm, kêu tao tới bằng chú. Vừa nghe, tụi nhau cũng chàng tuổi anh em mình mà. Kêu mình một chú rồi. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? 20 hả? Lớn như cái. Sinh năm 1900. Mày nhiêu tuổi? Hồi đó. Mày 19 tuổi à? 19 tuổi. Chán đùa ra trời. 19 tuổi. Tụi gì vậy? Chắc cái gì cũng tôi không trời. Chẳng lấy cái gì mày lên đi làm thiệt đi. Cái trà lá em đây gọi đấy. Ủa sao em thu giấy thét gì? Thét nè, một bên nó thét nè. Lồn. Cái này trả lá rồi, rồi phải chịu rồi. Là cái bếp nó không ngay. Không ngay thì mày sửa lại không ngay chứ sao? Ừ, hôm qua chùm lửa không vậy nữa. Sửa hoài luôn mà cứ đụng đụng như hoài à. Cái trà đó đó. Lửa vậy? Hôm qua chùm lửa. Chùm thứ hai em uống thường thường được mấy mấy lít rượu? Ờ, uống có một sĩ rồi thêm 50.000 uống thêm nữa. Vậy đúng không? Trong hình bảo thi trời. Ờ, thiệt á. Thấy giống rồi luôn cái bộ đó. Em đập giá dữ luôn. Tận bảo thi phải không? Anh chưa đang quy. Còn anh tám hàng tượng ai? Là lầy. Không có, tám lầy lầy phải không? Ai? Vũ Di. Không, là... Ê, Hồng Nhi. Là mối tình đầu của tao, Hồng Nhi. Ủa em còn đi học không? Có mối tình học gì? Học bên Mầm Non. Trường nào? Trường học cơ sở hai năm mấy rồi? Năm rồi. Không phân chén phân đồ ra thì ngồi kìa. Ngồi nó dòm mà không đọc được thì... Ê, đừng bậy bạn. Thì tôi ra cho bạn. Nó chạy cho mình thử trước đi. Ủa là em là có giải thêm đó hả? À? Là giải kèm. Giải cầm trẻ. Tao đang học cha ơi. Đó, tập thực tập với là dạy bé nãy bé trai nữa không? Ủa vậy mà có lương không? Dạ không. Tôi dạng thực tập là cha dạng thực tập người ta lấy điểm đó. Vậy là lấy đánh giá trước khi ra trường đó. Xin lỗi anh em không? Anh nói thật luôn nha. Nào anh nói thật, tính anh nói thật thôi mà. Xin lỗi em nha. Ngày hôm nay vậy là em làm mất dạy à? Đúng rồi, bữa nay em đâu có dạy đâu. Tại vì mất dạy rồi. Nhưng mà lại có bụng chị đi quá em đâu có dạy đâu, đâu dạy trong bé đâu. Nếu dặn rồi bỏ về đó. Mày muốn riêu hả? Ừ. Chở gì vô ăn gì nữa. Ăn đi. Anh vô vô cả cái kiểu lục đậu kiểu. Rồi là... để bỏ dùm cái bát quân. Em chạch chạch ra cho anh ngô cái. Đừng chạch chạch anh nói ơi. Đầu rau. Mày né một bên. Vậy mày nói ra học cao đẳng, đại học.
mày học nó mấy mày nghĩ chín chín à. Hồi đây công cổ mày chín đó mày chín đó chín đó cậu ngô kia rồi chén đùa vậy má không lẽ đi vô quận nữa trời. Ê thằng cái ủa hả nè con gái ủa cái thằng nào là người đi lấy người đi lấy ra đầu tiên ở đây bỏ vô gỗ người nào lấy đầu tiên để mà đi để ông ông bắp thôi mà vô nhà vô lấy đi cái người nào mà đầu tiên kiếm lấy bỏ vô gỗ kìa bỏ có gớt là đũa đây nè trời ơi trời ơi sát cái bên nào đi vô lấy nhớ là gớt có gớt là đũa đâu đây nè mình cái gì cũng phải soi được á bằng à, nhau ê cô giáo đâu dạy cho mặt liêu nè đâu con ổng này nhớ không biết rồi ừ. Có điện em không thì điện em cũng đi chờ đâu xin liên lạc đâu điện cha thì chút vậy gửi ra luôn cho ngon được rồi dạy trường tư trên đây nè trường nào trường các chỗ gốc không ổng vậy ừ, chắc rồi đó ở đó vậy đó bớt rồi chút tốt lại thì một em có vườn bớt hết ga nè chín rồi đó thịt bò không để cái chảo này chặt mà bớt lại tắt lại chút nữa lấy cái mổ luôn nhá thì kéo đây hết da rồi nè kéo này lớn quá đồ quá hết được mất rồi cái mổ khỏi ổn đâu khỏi đi nè không có rượu uống ngồi hoài gì trời người đang làm mà trời đang nhìn đó nghe em đi tao không muốn đâu sao hối nè kinh lão đất thọ vô cái ba quân tấm lầy kìa ba quân uống thì tôi uống chứ ba quân uống một cái thì con cháu nó uống ờ cho con cháu làm lễ uống rồi lấy ngày một cái đi lấy uống cái đi cho con cháu làm lễ uống ly rượu cho con cháu làm lễ được đúng không đúng mất công hồi về nói mấy thằng quỷ nhỏ nữa mất dạy nó uống trước mình không kêu mình bỏ ra nước ra uống mình luôn á dâu ấy lấy bỏ chồng đâu biết gì già khó quá nữa sợ với dâu không quân tao không biết chuyện nào tao lấy dâu được nữa lão quan hai con quá tao còn lo chưa xong có lo cho con tao à lấy dâu lấy dâu, dâu. Là... à lấy dâu là cưới dâu đó nhưng mà người Khmer người ta gọi là lấy dâu không à như mẹ bữa nay lấy dâu không vậy nếu mày cho uống mà ăn cái uống mới được sao bọn hình là tết mà thôi, tại có chặn mùi tết hơi. Bao lâu không gặp nhau anh Tám? Chục năm chưa? Hàng năm luôn rồi. Chục năm rồi. Cái này bỏ trên nhá, bỏ cái sóng vô theo. Để tao lấy điện thoại ra tao tính nè. Giờ thử như giờ một tháng thì nhận lên cho 30 ngày, 365 ngày. Có. Ta tính từ 1 phút. Thôi mà giờ ngày tháng thì uống. Thôi mà đâu đi. Lẹ lẹ đi em. Dữ tàu quá. Bữa nay gặp nhau rồi tính ngày mai. Em gái kìa. Uống trước. Ừ. Giờ đi em. Uống ly đi em. Em ly thôi. Chuyện bậy bạ chứ uống bậy bạ có gì. Trọng là một bầu trời em cứ trên. Uống ly rồi ly sao là anh không bắt nó uống. Còn trong tải không nổi thì alo. Đúng rồi, rồi trong mấy là mùi bì bay phun tạm năm mà anh là uống chỉ có một ly nữa đâu có ly thứ hai đây lắm em ơi em uống khá là hay nghe đây ơi giờ qua nè giờ đang uống rượu lê ra chơi nè lê lẻ đi nè trời giờ tới ngồi đó làm sao nè đi làm sao là thấy à nghe nói chuyện gian gian trọng cái gì ôi vậy tới ngồi đằng sau nè đi thẳng đằng sau luôn xe đậu nhà một cái bên đó trời ơi tớ ngồi đằng sau này biết đông sao này biết tớ ngồi thì nhậu sau giường mà ở sau giường á uống lè lì nó xin cho ngủ ủa rồi chú đưa đồng hồ cho mày chưa giờ ủa sao mày giường? Mày gửi đưa ống rồi hả ờ chết sáng giọng đưa mày rồi cái gì tao tính là giờ ổng quên luôn rồi tao tính là mày quên lấy tao tính là ổng đi trước. Ủa, rồi ừ tao thấy tao sợ là tao không đi đó tao tính khúc xá đi khúc xá hả khúc xá chiều mưa tao sợ hên xui tao không đi á tao mới ngồi kêu chú sẵn đi chú đây mày nhìn luôn đúng mà ừ chắc là ổng quên đưa mày rồi đó bây giờ chạy theo lấy tao làm mày uống chứ mày tao thương theo đứa này hả chân á nãy giờ dạ anh em có hả
Rồi để cho con nhỏ nó ăn miếng đi rồi uống. Nhỏ thôi. Nhỏ tôi. Thì nhỏ hơn mày không? Nhỏ. Nhỏ hơn mày sao mày kêu bằng con nhỏ, nó nói là em nhỏ. Kiểu như nói là đứa em. Vậy mà mày nói mày học là cao đẳng. Rồi rồi tao là cao đẳng như vậy luôn. Nó gọi là em nhỏ. Cao đẳng thì chẳng đâu. Giờ nè. Mình đã cuốn lại không? Dầm thứ cô hồn các bạn á, có rảnh về nhậu với anh nè. Mà nhìn cái gì? Mà nhậu cúng đến rưỡi luôn. Từ từ mày đi ra. Vậy là lại đi cúng. 9 điểm rưỡi là nhỏ chúng ta. Tao vừa cúng vừa có học bóng luôn rồi. Lánh tèo bóng nhậu nha. Tháng rồi tháng đó. Thì dắt anh em đi ăn. À, em ăn tôi ăn nhậu. Không biết nhậu mua biết uống bia mà. Uống bia lần trăm trăm. Dắt con chậu đi. Trời ơi trời, nãy mình mới chai bia hơi qua được trời. Thôi điện kêu bia thùng đi. Uống rượu luôn đi, uống bia rượu với bia lẫn lộn nó dễ dập lắm. Em thích gì là anh chìm em cái đó. Chỉ gì không à. Thấy mày nó chỉ vậy tao thấy không. Nó chơi tại anh em. Không thấy sao ngón tay em dài dữ trời. Anh em đây nói chơi thôi nghe, đừng giận nha. Còn ngón tay dài kìa. Tối về không có chửi anh hắt xì cái chết anh luôn. Nguyên ngày hắt xì không chết anh. Đâu cần tới tối đâu, chiều về chửi rồi. Chứ không có dễ giận gì đâu. Em có bạn đồ không? Xong rủ qua đây chơi. Bắt hôi với bạn nữa nè. Bạn có nghĩa là bạn là bạn gái á. Bạn gái rồi đó, chị em phụ nữ nhau đó. Làm à? Làm đâu nữa nè. Rồi không muốn em. Nhìn mặt Nguyễn thấy tao ngu nào chứ. Đấy, thấy nó là bạn quá. Bộ cho chết cháu hoài. Chào em đó. Ừ, nó gian hơn cái thằng Giang nữa. Hơn bán Hòa Lan. Hơn cái thằng Giang mà ở là ở gần nhà mày đó. Em thấy anh gì chứ anh từ bị lắm em. Ủa không, vợ mày nó không lên chào. Vậy nào? 10 đó. Dạ, dạ, đúng đó. Còn điện chữ bây giờ. Để tôi điện cho mày lại ha. Ông nói tao đó. Ông ra điện ổng, đi không, tôi chở ổng đi. Ông nói chờ biết không. Nói mày đi trước đi, tao đi xe. Ủa? Hồi hôm là ổng còn ăn dừa nữa hả? Ổng về chổng rồi. Được rồi, hỏi mai sáng đi không, đi ra đi với tôi nè. Ổng nói, thôi mày đi trước đi, đi trước đi. Tao đi sau, tao đi chơi anh tao. Ông chạy đi với tao, tao bỏ ổng gì đó. Giờ chưa biết cái gì. Anh lại gấp mời cho làm gái. Gấp ăn rồi nhiều đi chổng. Ở là nhóc của dân đó. Bữa trước đi nhớ đâu qua ngày là chơi này. Rồi. Cô bà đâu? Nãy mới điện bả đó. Đây cài nước ra. Bà ăn cái là phải ở nhà. Rồi đây nè. Rồi. Tính ra là đi vô trong quận nữa đó. Hơi một câu là đừng có buồn nghe. Lấy cái muỗng luôn nha. Ở đâu đây vậy trời? Chỗ nào có ăn có nhậu rồi bò lại chứ. Vòng vòng tém tém mà anh em. Rồi đó, ghép luôn đi. Rồi đó luôn đi. Chơi đâu có nhậu đâu. Sáng giờ chưa ăn gì vậy? Tôi rồi đâu nhậu đâu. Mới dọn ra. Cà nước đá quá nha ơi. Khó. Nè. Ông Quân để đây uống bình đó mà. Mới tao cơm gan luôn, tao không có nhậu đâu. Má mới chạy về mệt chết mẹ. Chạy đâu? Chứ luôn. Chạy về qua đây không thấy ai nhưng mà về đó. Bố Quân cho em miếng thịt đây. Không uống ai nha. Không. Bởi là tô cơm luôn. Bánh lọt ra, lấy bánh lọt ra. Đi, đi, bánh lọt ra mấy cái này cũng... Ừ, má câu cá ăn chậm rồi. Dặn lưới luôn. Ủa? Nắm lại. Đánh lưới luôn nè. Rồi, anh ăn cơm hay là ăn bánh lọt? Có cơm mà, thì cho ăn cơm. Mới to luôn. Bánh kho, không qua hầm nữa. Canh khoai ngọt. Ở chổng có gì đem ra hết luôn đi. Ở chổng có gì đem ra hết luôn. Quẹt tấm lầy đâu. Của ông nội tao để cho lấy hết kìa. Quen không phải mới không cái đồ bê đâu. Ừ, chết ở trong xới mà không có ăn nhậu không bò chạy về. Tao lại chảnh rồi. Thôi thì chết ổn. Quẹt nãy mày mới mồi đây đâu rồi. Nè ông nội. Nè. Dạ, dạ, qua đó đó.
thấy ai trả anh muốn uống chưa? Đó, không muốn không trả thôi. Này cháu một quả cái gái được. Trời ơi, gió ở đây nó thổi. Gió tự nhiên mát không trời. Xè xè với con quạt gì nữa cha. Chiều nhớ đại cái này trước nha. Cái này với dịch mà không biết ra sẽ muốn ra. Mấy giờ? 4 giờ. Trời ơi, đủ mấy thì về nấu mẹ đi. Về nó chở nước cặn rồi nó qua đủ má làm chạy chết mẹ. Từ xóm lung chạy về chạy đâm thẳng. Thằng Tâm lại nó hói như giặt chứ kìa. Thằng tử đâu là đi lại chở. Nhậu đi, nhậu đi, nhậu đi. 4 giờ chiều. Mà hỏi mấy giờ không nói chút, chút qua chắc này đợi không kịp 4 giờ đâu, chỉnh cho tới 4 giờ nhé, cũng hư trời ơi, nói 4 giờ ở nhà ta xong công chuyện rồi mấy chắc hai người ở anh cô ba qua luôn mẹ. Ủa hồi nãy mới điện bả bắt đầu mà ta dạ, đi đừng mới sợ giờ này là phục có một mấy hai giờ rồi đâu đi được đâu. Uống miếng nước rồi trời ơi còn mấy thằng tôi biết là nói 4 giờ hai người qua ăn cho chấm mấy rồi bác luôn. Làm chậm, ta bưng cho mày dẫn à. Để tiếng tương luôn. Thổi, Nguyễn nó chấm đậu quân bưng cho nó chấm à. Thổi, thổi. Để lại đi. Thôi, để cho là anh Nguyễn chấm. Chấm thì mọi người chấm thì quân đưa lên cho chấm vậy đó. Rồi, thế làm gì cũng được. Chúc mắt cảm ơn đây. Thôi lỗ, uống nghiêng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa. Ủa làm sao mà quen em gái được vậy chồng? Bình bệnh. Đi đám chung hả? Dì. Đi đám chung hả? Đi coi cả nhà gặp Bảo Thi. Thấy đang đi ngoài đường ngủ đi chung nói đừng sợ. Ờ đám biết đông luôn. Quá trời nghẹt luôn rồi, nghẹt con người ta luôn rồi, chen vô được mới giành được chỗ ngồi nè. Quá trời thích. Trời ơi nó tới 4 giờ rồi. Ừ nó không nói rồi. Bởi vậy làm tự xuống luôn. Uống đi, lê đi, có gì đâu. Bể gì vậy? Nhiều mới làm. Nay những bữa chiều đây vô đá mà. Đây. Đang xin cơm nhà nó ăn nè. Ờ hai anh em uống ly nãy giờ chú nha. À quá anh luôn rồi. Không ly đâu có sao đâu, đâu có gì đâu. Từ nãy đây em. Cô ai muốn vào ba cái nữa qua cô là không được à. Ờ tánh anh thì tánh vui vẻ, hay nói chuyện chú Lâm không à. Thôi đừng giỡn vậy chứ đừng nghĩ. Rồi nhắm môi rồi, thầy khỏi uống. Tao muốn tao. Nhắm môi hết trơn rồi. Em hay lắm em ơi. Thôi, đừng có mà uống nữa. Trời trời trời. Mạnh dữ. Đây. Tao. Chưa hết nữa nè, đến thế rồi. Cái gì vậy trời? Tao. Vừa trọng trời cũng đâu. Tao mời khách một cái cha. Trời ăn cái gì mà ăn chứ. Có cái gì vậy? Tao coi nó bớt. Bớt ra cho anh Nguyễn ăn mà. Dễ quá ăn được nữa trời. Vậy với ta. Đất là đất của người ta rồi. Đẻ cao thì anh không biết cái gì. Bắt không biết nhiều con. Bộ bận. Chà bá. Chà bá nữa. Nó mà sâu quá. Mà văn biết rồi là mắt chiếc sườn luôn rồi. Măng nó gần đâu rồi. Qua hôm bỏ đây là nó họ cắp mất cái sườn. Sườn. Để đây nó còn lấy nữa hả? Đúng rồi. Thì cũng địch với mình nhau thôi. Địch với địch thằng lao vậy đó. Theo tao nghĩ là nó lại cái cỏ mà thấy không? Nó cháy rồi muốn nè, cháy một vòng cỏ này phải không? Địch nó thấy rồi là nó tưởng nhưng mà khu bên đó lấy. Ờ kể rồi không biết nói chuyện không. Mình đấu thôi, nó khu bên đó chứ mình đâu có nói để mình ai đâu. Địch với địch đấu nha. Áo gì nấy. Biết chừng nào tốn được đi ngủ. Không biết ngủ của ai nữa. Em gái mưa. Em gái nữa hả?
Niệm dưới nắng. Là bạn gái. Khét nghẹt luôn không? Chậu chơi rồi, chút rồi tao sẽ chơi chậu câu nữa. Từ từ. Yêu nhau lâu chưa? Quân sắp là khỏi quân. Mệt quá trời. Về giờ chiều nay đúng hết rồi. Đủ. Chứ nó nhỏ rồi. Tính là nó hay chứ mà. Nếu tối đây em lại lại cũ đứng hết rồi. Dạ. Dạ. Ở lại đi Bạc Liêu đi. Bên kia qua bên kia là rắc. Mấy đứa bạn điện thối về quá kìa. Bạn là bạn gái hả? Không, nó học chơi, nó bạn học với em, nó học với Lục Quân nó mới về, nó công tác trên Sài Gòn, nó điện cũng về chơi. Dũ nó đi chơi. Anh là quân một hay là hai? À. Tại chú Hiếu là nổng có ăn gì không? Ăn sáng. Ăn sáng cho về, chạm chuyện. Chạm gì? Chạm không chuyện ai biết đâu. Dám không cho hay biết giờ ta đi. Nó 4 giờ lên. Nguyễn á, trong thời gian nó lấy chứng dịch á, biết cái gì không trọng. Hỏi có số điện thoại rồi đó. Dạ. Có số điện thoại em không, không có à, đâu ngủ đâu mất tiêu, kiếm vòng vòng lại giờ không thấy gặp à. Không, là ngủ ở đâu? Luôn là, ở chỗ lạ, làm gì ngủ? Thì kiếm chỗ nào mà nghỉ, ngủ giấc trưa mà. Nhưng mà ở trọng ta đang nghỉ chắc ở chỗ lạ chắc không làm được. Sao đến Bắc Quân? Không, xin trực tiếp tao coi cho luôn nè. Thôi. Ủa người tao lại. Mày thấy không được chứ tao thấy là mày được. Mày thấy tao không được chứ mà tao thấy mày được. Đuôi vậy thấy không được. Không, nó thấy tao không được. Nó đuôi cái gì? Ý là được. Nó coi con người của tao là không được nhưng mà tao thấy được cho nó con người nó được, nó không được chứ không thôi vậy. Đó là cái lần thầy đó. Không có không mà. Thôi mà, tao hiểu mày quá mà. Thôi mà Nguyễn ơi. Nhớ là xấu xị xấu xị rồi chứ đâu. Thôi mà Tám ơi, tao biết mày quá mà, mày mà nhậu con cạc gì mà chuyên gia luôn. Ủa giờ nói trong thứ con mắt đỡ rồi kìa ha, con mắt ra được rồi đó. Ở đâu Nguyễn này, nhà ở bên gần bên cửa sáng. Ủa giờ anh làm ở dưới anh Tám? Tao làm ở dưới Chợ Thới. Ừ. Không phải là Chợ Thới là trên Bạc Liêu nhưng mà tao ở dưới Chợ Thới của anh Lộng. Ừ. Còn anh Nguyễn thì ở bên phòng sớm. Chào Tấm Lợi, chào Tiếp Tấm Lợi. Chào Tấm Lợi. Chào Tấm Lợi. Chào Tấm Lợi. Rồi, thôi chưa đâu. Chút nữa. Ủa gì anh Chính Lợi là ông nào nữa? Thì từ từ đi biết. Anh có là cháu nội rồi. Cháu nội 6 tuổi rồi. Mà gặp tao kêu mà anh Tám rồi. Thằng tên nể hay là ờ, người ta trong trọng mình nhưng mà mình lịch sự để tính tao kêu là bằng chú nha. Chú rồi, chú em. Cũng phải cho anh cơn chút xíu. Không, cái đó là do y quyết định thôi. À, tôi chứ ta, à, tôi đi chết. Anh về bản nha, cứ giờ 4 giờ 4 rưỡi anh qua. Ừ. Về nằm chút rồi, thầy về nằm chút rồi, tính lại. 4 rưỡi luôn, anh với ba qua. Qua không? Không chuyện qua giờ đó thì qua được, giờ này qua không được. Ủa cho ăn, thường thường anh cho ăn là cho ăn chắc sáng, cho ăn là khoảng là mấy giờ? Cho ăn gì? Hành cá á. Trời ơi, sáng ra thì dắt đi cầu đó, đụng mẹ ra ngồi chịch xuống rồi nó đủ nó ăn rồi thôi. Thôi mà. Đúng, cho nó ăn luôn mà. Đang ăn không dịch sao nè. Há ghê không nội. Há nè. Trời ơi trời. Mà đừng có tưởng tượng được không? Sao lâu chín quá Hằng Vân? Ba ngã cây cháy ngọn núi dòng cũng
thăm người bạn ngồi bên em.